Xin chào anh em. Hôm nay thì tôi sẽ tạo nhân vật nam trong game Tìm Kiếm 3D cho anh em xem nhé. Wow, cầm kiếm cực đẹp luôn anh em ạ. Cầm cung cũng được đấy, hình như giống đường môn. Cầm ô cũng hơi bị lãng tử luôn. Ui, có cả hàn long thật bất chở anh em ạ. Bây giờ thì tôi nên chọn mặt với cả kiểu tóc nào nhỉ? Thế này thì kiểu gì cũng thích anh em ạ. Tìm kiếm 3D, cực phẩm kiếm hiệp.